Rồi, xin chào anh em. Hôm nay em có về được một ít vài con giải mã CD. Thì em xin giới thiệu đến anh em và báo giá cho anh em để anh em nào yêu thích con nào hãy chọn con đó chơi ha. Rồi, trước tiên là em đi đến hôm nay em có về được một con CD Đờ Nông. Ha. Con CD Đờ Nông này là con này là con 1550AR. Đây. Ngoại hình rất là đẹp ha. Mặt mũi góc cạnh anh em thấy ha. Cực kỳ đẹp. Khỏi bàn cãi luôn. Ha. Lưng đây. Thì con này giá nó tầm trung, nó mềm, nó dễ chơi. Nó rất là dễ chơi cho anh em chơi CD. Thì con này giá em đang bán nó là 6 triệu ha. Kèm theo đó một cái khiển copy ha. Một cái khiển copy. Còn nếu là anh em nào mà lấy cái khiển zin thì cộng thêm giùm em 400 ngàn nữa ha. Em tặng thêm cái điện khiển copy xài tích lập được chức năng hết ha. Đó, rất là đẹp. Em thấy ha. Con này tiếng rất là hay nha. Giá mềm mà tiếng rất hay. Mặt nhôm phay vàng chanh. Chất âm cao cấp ha. Rồi tiếp tục ha. Đây là một con Pioneer N30AE còn nguyên thùng. Thì con này là một con nó là một con chơi nhạc mạng online ha. Anh em thấy là Network Audio Layer ha. Giải mã 32 bit luôn nha. Dòng này nó không có cáp quang nha anh em, nhưng mà cổng vào nó là gồm có Wi-Fi nè, không dây ha. Và anh em có thể chơi trực tiếp từ iPad, iPhone thì nó có chức năng link qua AirPlay ha. Này dòng cao, dòng chuyên dụng cho không dây chơi giải mã ha. Thì em sẽ có một cái bài test riêng về dòng này giới thiệu đến anh em. Thì con này em đang bán với giá là 10 triệu đồng ha. Rồi tiếp đến là hôm nay em có về thêm đó là một con giải mã Đờ Nông DMD 1550 ha. Thì con này là con người ta còn gọi nó là con QS10 thu nhỏ ha. Có nghĩa là cái size anh em nó thấy nó sẽ nhỏ hơn cái size của thằng thằng này chút xíu, nhưng mà nó mỏng hơn ha. Nhưng mà cái chiều chất âm nó rất là hay. Nó là chạy giải mã giống như QS10 mắc 2610 đời mới, nó dễ thay. Giải mã không cần mồi nha anh em. Đặc biệt con này ra tới 24 bit ha. Con này giải mã 24 bit. Con này còn sách khiển zin. Thì giá em đang bán con này là 7 triệu đồng. Giá em này đang bán 7 triệu đồng ha. Một con nữa đó là con Marang. Ba chức năng. Đây là con ba chức năng. Gồm có CD, MD và giải mã. Thì con này chơi phải có khiển zin. Khiển zin đây. Và hình thức của em nó rất đẹp, có một cái chỗ xước nhẹ ha. Ở trên nhìn rất kỹ mới thấy. Nhìn ngoại hình tổng thể rất là đẹp nữa, anh em nhìn thấy điều kiện là đẹp ha. Đó. Rồi thì giá của con Marang 6200 này em đang bán là 6 triệu đồng. Ba chức năng, con này không cần mồi. Ở dưới là con Marang cũng ba chức năng luôn, màu đen 6001 ha. Con này cũng ba chức năng nhưng mà giải mã thì cần mồi, nhưng mà em này không cần remote, khiển trực tiếp nó trên đầu luôn. Anh em ha. Thì giá con này là 4 triệu 500 ngàn đồng. Đó, em có 3 con. Anh em nào có nhu cầu con nào hãy liên hệ cho em ha. Em xin nhắc lại ha. Con CD Đờ Nông 1550 AR có giá là 6 triệu đồng, đẹp xuất sắc. Con giải mã Đờ Nông DMD 1550 thì con này giá của em đang bán là 7 triệu đồng, có khách sách khiển zin và con Marang CD Marang 3 chức năng 6200 có giá là 6 triệu đồng và con Marang 6001 có giá là 4 triệu 500 ngàn đồng. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345 gặp em ha. Còn riêng con Pioneer N30AE này thì ở Thiên Hà Audio đã có cái bài test cho con này, và một anh nữa là anh Khang
Khang Audio ở Hà Nội có test bài này, thì em sẽ làm con bài này, bài test con này cho anh em xem sao ha. Con này em đang bán 10 triệu nha anh em. Rồi thì anh em nào có nhu cầu muốn nào hãy liên hệ cho em ha, và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo của em. Tới đây em xin kết thúc, xin cảm ơn anh em rất nhiều.